Chào các bạn. Trong các phần trước, bọn mình đã trao đổi với các bạn về những giá trị ưu việt của nội soi dải tần hẹp MBI giúp cho chúng ta phát hiện các tổn thương, phân biệt những tổn thương polyp tăng sản và polyp tuyến. Mình biết rằng là có rất là nhiều bạn cũng sẽ giống như mình thôi, tức là sẽ rất là ngại áp dụng những cái kỹ thuật mới, những cái kỹ thuật hiện đại bởi vì mình chưa tìm hiểu về nó. Thực tế thì khi mà bạn đã là nội soi thường quy ánh sáng trắng thành thạo rồi thì các bạn chuyển sang sử dụng cái nội soi dải tần hẹp MBI không hề khó khăn. Rất là nhiều đời máy đã hỗ trợ cái nội soi dải tần hẹp đã có ở nước ta, mặc dù là chúng ta đi sau thế giới rất là nhiều, nhưng mà những cái dòng máy như là về Olympus chẳng hạn thì có CV260, CV180, CV170 hay là CV190, và các cái đời mới hiện đại sau này thì đều đã hỗ trợ nội soi dải tần hẹp, nó là một cái tiêu chuẩn thường quy rồi. Chính vì vậy mà trong phần này bọn mình sẽ đi thêm nữa về những cái ví dụ minh họa và bọn mình và các bạn cùng học được cách để chúng ta ứng dụng cái nội soi dải tần hẹp MBI này. Xin mời các bạn. Các tiêu chí để chúng ta đánh giá trên nội soi dải tần hẹp MBI, chúng ta cần phải nhớ đó là ba cái tiêu chí chính sau. Thứ nhất đó là màu sắc của cái vùng tổn thương. Màu sắc này nó giống như niêm mạc xung quanh hoặc nó nhạt màu hơn thì đó là một cái polyp tăng sản. Nếu một cái polyp mà nó tăng cái màu sắc, tăng đậm độ màu sắc thì đó thường là một polyp tuyến. Tiêu chí thứ hai đó là chúng ta phải để ý tới kiểu hình mạch máu của cái tổn thương đó. Nếu nó vắng cái cấu trúc mạch máu và nó nhạt màu và nó trong suốt thì đó là một cái polyp tăng sản. Nếu một cái tổn thương mà nó tăng sinh những cái mạch máu có cấu trúc dạng nâu đen, những cái dạng viền đen mà nó bao quanh những cấu trúc trắng thì đó là những cái polyp tuyến. Và với những trường hợp mà nó phân bố tăng sinh mạch mà nó không đều đặn thì đó thường là những cái tổn thương nguy hiểm ác tính, như là các cái tổn thương loạn sản độ cao hoặc các cái ung thư tại chỗ. Tiêu chí cuối cùng chúng ta cần phải để ý đó chính là cái cấu trúc của bề mặt niêm mạc. Với những cái tổn thương polyp tăng sản thì cái cấu trúc bề mặt niêm mạc nó vắng bóng hoặc là nó dạng những cái đốm hoặc những nốt màu đen nó bao quanh bởi những cái viền trắng. Trong khi đó thì ngược lại, những polyp tuyến thì nó là những cấu trúc bề mặt dạng oval hoặc là những dạng túi hoặc là những cái dạng ống nó màu trắng và nó được bao quanh bởi những mạch máu có màu nâu đen. Và với những cái tổn thương mà phân bố cấu trúc bề mặt nó không đồng đều hoặc nó mất cái cấu trúc bề mặt này thì đó thường là những loạn sản độ cao hoặc là những ung thư xâm lấn hoặc là ung thư tại chỗ. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng ba cái tiêu chí chính này để chúng ta đi qua từng cái ví dụ minh họa cụ thể của các polyp sau đây. Các bạn đánh giá như thế nào về màu sắc, về kiểu hình mạch máu cũng như là cấu trúc bề mặt niêm mạc của polyp này? Chúng ta thấy rằng màu sắc của nó sẫm hơn hẳn so với niêm mạc xung quanh. Mạch máu có cấu trúc màu nâu đen bao quanh những cấu trúc màu trắng. Và cấu trúc bề mặt niêm mạc dạng ống, phân bố đồng đều bao quanh bởi những viền đen rất là rõ ràng. Đây là một trường hợp và điển hình của polyp tuyến ống. Thế còn với polyp này, các bạn cũng có thể thấy rằng màu sắc nó tương tự như niêm mạc xung quanh. Kiểu hình mạch máu thì đều đặn. Chúng ta thấy rằng cái cấu trúc bề mặt dạng nốt, dạng đốm màu đen bao quanh bởi những viền trắng. Đây là một polyp tăng sản cũng rất là điển hình. Màu sắc của polyp thì tương tự và có phần nhạt màu hơn niêm mạc xung quanh. Cấu trúc mạch máu đều đặn như niêm mạc lành. Và kiểu hình bề mặt của polyp thì nó có xu hướng trong suốt. Đây là một polyp tăng sản. Đây là một polyp màu sắc sẫm màu hơn hẳn niêm mạc xung quanh. Kiểu hình mạch máu tăng sinh, đều đặn. Cấu trúc bề mặt là dạng như oval màu trắng bao quanh bởi những viền đen. Và đây là một polyp tuyến. Polyp này có màu nâu sẫm hơn hẳn niêm mạc xung quanh. Cấu trúc mạch máu tăng sinh và có những vùng tăng sinh nhiều thể hiện ở những màu sắc nó nâu sẫm hơn hẳn. Tuy nhiên, phân bố còn tương đối đồng đều. Cấu trúc bề mặt thì dạng ống, dạng túi, màu trắng, bao quanh bởi những viền đen và nó xoắn cuộn lại với nhau. Đây là một polyp tuyến. Polyp này thì màu sắc có tương đối bình thường. Hệ thống mạch máu phân bố đồng đều và nó vắng bóng mất cấu trúc của niêm mạc nên nó màu trong suốt. Tương tự như vậy thì đây cũng là một polyp có cái màu sắc tương tự như niêm mạc lành, hệ thống mạch máu tốt và vắng bóng mất cấu trúc niêm mạc. Đây là những polyp tăng sản.
Các bạn mô tả như thế nào về polyp này? Về màu sắc, nó sẫm màu hơn niêm mạc xung quanh. Kiểu hình mạch máu màu nâu sẫm dạng túi và ống bao quanh các cấu trúc trắng. Cấu trúc niêm mạc dạng túi và ống xoắn cuộn lại với nhau. Và đây là một loại polyp tuyến rất là điển hình. Tương tự như vậy thì đây cũng là một polyp có màu sẫm màu hơn niêm mạc xung quanh. Kiểu hình mạch máu dạng nâu sẫm bao quanh các cái cấu trúc màu trắng, phân bố tương đối đều đặn. Cấu trúc niêm mạc dạng túi và ống xoắn cuộn lại với nhau. Đây cũng là một polyp tuyến. Polyp này màu sắc tương đồng, kiểu hình mạch máu đều đặn. Cấu trúc niêm mạc là những chấm nốt đen xung quanh được bao bọc những viền trắng. Đây là một polyp tăng sản. Polyp này màu sắc sẫm hơn niêm mạc xung quanh. Kiểu hình mạch máu phân bố đều đặn ở vùng ngoại vi và vùng trung tâm thì tăng đậm độ màu sắc. Kiểu hình bề mặt dạng túi và ống ở vùng ngoại vi, ở vùng trung tâm thì dạng túi và ống xoắn cuộn lại với nhau. Và đây là một polyp tuyến có dấu hiệu thung lũng rõ. Là dấu hiệu mà khi mà vùng trung tâm của polyp bị dẹt xuống, nó tăng đậm độ và nó thuộc phân độ genet type 2A, chiếm khoảng 15% các trường hợp u tuyến ống. Vùng dẹt xuống này nó tăng đậm độ do có nhiều điểm mạch mà tăng sinh. Mức độ dẹt xuống của polyp nó không nhiều bằng như ở phân loại Paris 0 type 2C. Bản chất của nó là các u tuyến ống với đa dạng kích thước các cấu trúc trắng bao quanh bởi những viền đen. Polyp này sẫm màu và cấu trúc nhú ống tương đối đa dạng. Vùng giữa này có một vùng rất là nhỏ, nó hơi dẹt xuống, hơi lõm xuống và có rất là nhiều những cấu trúc, những chấm, những nốt nó tăng cường độ màu sắc, nó nâu sẫm hơn và đây là dấu hiệu thung lũng cũng khá là rõ. Tương tự như vậy, ở bên trái các bạn thấy cấu trúc ống rất đa dạng, bên phải có cái dấu hiệu dẹt xuống và lõm xuống ở giữa polyp, nó cũng là một cái dấu hiệu của thung lũng. Đây là hình ảnh của một polyp dẹt, kích thước khoảng 5mm. Và chúng ta để ý thấy rằng ở vùng chính giữa của polyp nó hơi dẹt xuống, nó khác hẳn cái vùng xung quanh và có vẻ như có những chấm, những nốt đen và cấu trúc mạch máu nó thưa thớt hơn cái vùng xung quanh. Và đây cũng là một cái trường hợp dấu hiệu điển hình của thung lũng. Tương tự như vậy thì đây cũng là một polyp dẹt. Ở chính giữa trên bề mặt nó có những vùng nó hơi lõm xuống và nó tăng đậm độ các cái mạch máu. Đây có phải là dấu hiệu thung lũng? Chúng ta thấy rằng ở bên trái này, bề mặt nó hơi dẹt xuống và dấu hiệu thung lũng rõ. Nhưng bên phải này thì không phải. Toàn bộ bề mặt niêm mạc của polyp này nó dẹt xuống và nó mức độ dẹt xuống nó rất là sâu. Đây là một cái trường hợp mà đã có loạn sản độ cao. Chúng ta thấy rằng phần lớn bề mặt của polyp bị lõm xuống, dẹt xuống và mức độ dẹt của nó cũng rất là nhiều. Và đây không phải là dấu hiệu thung lũng. Chúng ta cũng để ý thêm rằng cái mức độ tăng sinh mạch máu nó không đồng nhất và phân bố mạch máu nó không đồng đều. Đây là một trường hợp là Siliat type 2B. Đây là một polyp lớn, có cuống, màu sắc sẫm hơn hẳn niêm mạc xung quanh. Kiểu hình mạch máu tăng sinh rõ và phân bố không đồng đều. Cấu trúc bề mặt và polyp bị dẹt xuống rất là sâu và rộng. Đây không phải là dấu hiệu thung lũng. Và đây là một cái polyp đã có ung thư tại chỗ và được cắt bỏ hoàn toàn qua nội soi. Cắt bỏ hoàn toàn tổ chức polyp là hướng điều trị cực kỳ ưu việt và là đích đến chất lượng của nội soi can thiệp ở trong hiện tại và tương lai. Đã có những nghiên cứu chứng minh rõ ràng rằng có mối liên hệ mật thiết giữa việc cắt bỏ không hết tổ chức polyp và tỷ lệ xuất hiện ung thư sau đó. Nội soi giải tần hẹp MBI giúp phát hiện tân sinh mạch rất là tốt và nó giúp tối ưu cho đánh giá ranh giới polyp trước và sau khi cắt. Nó giúp chúng ta đảm bảo được nhìn thấy cấu trúc niêm mạc bình thường ở rìa vết cắt. Đây là một ví dụ minh họa, nội soi giải tần hẹp giúp làm nổi bật đường viền màu hồng nhạt, ranh giới rất là rõ giữa vùng polyp và vùng mô lành, giúp chúng ta có thể dễ dàng cắt bỏ hết tổ chức polyp. Ở hình ảnh bên trái, chúng ta thấy rằng polyp màu sắc sẫm màu, mạch máu tăng sinh rất là nhiều và phân bố không đều đặn, có những vùng màu tím sẫm do những tăng sinh mạch rất là nhiều. Bề mặt cấu trúc bề mặt niêm mạc có những dạng hình ống, hình túi xoắn cuộn lại với nhau và phân bố cũng không đồng đều. Tuy nhiên ở hình ảnh bên phải thì chúng ta thấy rằng ranh giới giữa polyp và cuống polyp rất là rõ ràng và những trường hợp này hoàn toàn chúng ta tự tin được cắt bỏ hoặc qua nội soi.
Đây là một polyp rất là lớn, màu tím sẫm khác hẳn niêm mạc xung quanh. Kiểu hình mạch máu tăng sinh rất là nhiều và phân bố không đồng đều. Có những vùng màu tím sậm lại do mức tăng sinh rất là cao. Kiểu hình bề mặt niêm mạc dạng túi và dạng ống xoắn cuộn lại với nhau và phân bố cũng không đồng đều. Đây là một polyp có độ ác tính rất là cao. Tuy nhiên, ranh giới giữa polyp và phần cuống polyp vẫn còn khá là rõ ràng và chưa xâm lấn xuống cuống. Chính vì vậy mà các bác sĩ tự tin cắt qua nội soi. Và đây là một trường hợp mà kết quả giải phẫu bệnh là polyp độ đã có ung thư tại chỗ và chưa xâm lấn xuống diện cắt. Đây là một polyp kích thước khoảng 6mm, màu sắc khác biệt nhẹ so với xung quanh. Cấu trúc mạch máu tăng sinh phân bố đều đặn, kiểu hình bề mặt dạng túi và ranh giới với niêm mạc lành rất là rõ. Sau cắt thì chúng ta thấy rằng không còn cái tổ chức tồn dư polyp ở diện cắt. Đây là một polyp lớn, có cuống, màu sắc sẫm hơn xung quanh, kiểu hình mạch máu tăng sinh và phân bố không đồng nhất. Cấu trúc bề mặt niêm mạc dạng túi và dạng ống, phân bố cũng không đồng đều và nguy cơ ác tính rất là cao. Tuy nhiên, ranh giới với cuống vẫn còn rõ ràng và chỉ định cắt qua nội soi. Và kết quả giải phẫu bệnh sau cắt là polyp tuyến nhung mao có đoạn sản độ cao. Mình biết sẽ có nhiều bạn bối rối khi mà áp dụng nội soi giải tần hẹp MBI và phát hiện các tổn thương polyp nghi ngờ ung thư. Vậy thì cách tiếp cận những trường hợp này như thế nào? Trước đây bọn mình đã giới thiệu với các bạn là phân loại GNET, nó sẽ giúp cho chúng ta định hướng được cái hướng xử trí. Thế còn hôm nay bọn mình sẽ giới thiệu tiếp với các bạn là một cách tiếp cận của Hiệp hội Nội soi Châu Âu. Với tất cả các polyp có cuống, chúng ta đều có thể cắt bỏ qua nội soi. Với những trường hợp mà polyp kích thước lớn hơn 20mm hoặc là cuống polyp to trên 10mm thì chúng ta cần dự phòng chảy máu bằng tiêm phòng adrenaline 1/10.000 hoặc là kẹp polyp dự phòng hoặc là thắt endoloop và dự phòng. Với những trường hợp mà polyp mà không cuống hoặc dạng phẳng, kích thước mà nó dưới 10mm thì chúng ta có thể cắt bỏ hoàn toàn qua nội soi bằng lọng điện hoặc là bằng hard forceps hoặc là thậm chí là bằng kim sinh thiết thường. Với những trường hợp mà kích thước nó lớn hơn 10mm thì chúng ta cần đánh giá khả năng xâm lấn ở lớp dưới niêm mạc bằng nội soi nhuộm màu hoặc là siêu âm nội soi. Nếu không có xâm lấn ở lớp dưới niêm mạc thì chúng ta cắt qua nội soi, có thể là cắt hớt niêm mạc hoặc là cắt tách niêm mạc. Với những trường hợp mà kích thước trên 40mm thì chúng ta cần hội chẩn với chuyên gia hoặc thậm chí là chúng ta hội chẩn với ngoại khoa để có thể kết hợp với phẫu thuật nội soi. Với những trường hợp mà polyp nó xâm lấn ở lớp dưới niêm mạc và có bằng chứng rõ ràng xâm lấn lớp sâu thì chúng ta sẽ phẫu thuật. Với những trường hợp mà chúng ta nghi ngờ xâm lấn ở lớp dưới niêm mạc hoặc là xâm lấn ở lớp nông thì chúng ta có thể hội chẩn với chuyên gia để cân nhắc điều trị cắt tách niêm mạc, cắt hớt niêm mạc hoặc là phẫu thuật.